Sao trẻ U23 Việt Nam vương mình từ lời đe dọa các gân chân? Năm 2017, Vũ Tiến Long đeo băng đội trưởng U15 Việt Nam và cùng đồng đội vô địch giải Đông Nam Á. Chỉ 3 tháng trước đó, cầu thủ quê Thanh Hóa từng là tâm điểm, theo cách không hề tích cực, khi là nhân vật chính trong một vụ lùm xùm tốn nhiều giấy mực tại vòng loại giải U15 quốc gia. Tiến Long khoác áo câu lạc bộ Hà Nội khi 13 tuổi sau 3 năm tập luyện tại trung tâm vệ tinh của câu lạc bộ Viettel, ở trận đấu cuối tại vòng loại U15 quốc gia 2017, Tiến Long cùng đồng đội đối đầu đội bóng quê hương với mục tiêu buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp. Khi đội nhà có bàn gỡ hòa 2-2 để thắp lại hy vọng đi tiếp, cầu thủ sinh năm 2002 có hành động ăn mừng được cho là khiêu khích, đó là nguyên nhân dẫn tới vụ lùm xùm. Sau trận đấu, Tiến Long phải làm đơn kêu cứu Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Anh cho biết mình bị huấn luyện viên Lê Hồng Minh dọa cắt gân. Trong khi đó, huấn luyện viên người Thanh Hóa phủ nhận thông tin và chỉ lên án cách ăn mừng quá khích của cầu thủ trẻ này. Vụ việc rồi cũng trôi qua, Tiến Long vẫn được tin tưởng có tên ở U15 Việt Nam chỉ 3 tháng sau đó. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, Tiến Long cùng đồng đội đem về chiếc vô địch ở lứa tuổi này cho bóng đá nước nhà sau 9 năm. Ông Việt đánh giá cao cậu học trò ở khả năng phán đoán, đọc trận đấu. Tiến Long từng bọc bạch nỗi sợ không có cơ hội lên tuyển. Thế rồi, sau giải U15 Đông Nam Á, cầu thủ này tiếp tục được trọng dụng tại vòng loại U16 châu Á Đáng tiếc, thẻ đỏ của anh ở trận đấu mang tính quyết định gián tiếp khiến đội nhà thua đậm trước U16 Iran. Phẩm chất của cầu thủ xứ Thanh giúp anh lọt vào mắt xanh của phù thủy trắng philip Dorzier và cùng U19 Việt Nam giành vé dự giải châu Á 2020. Phút 83, Tiến Long nhận đường chuyền từ Phan Tuấn Tài rồi tung cú dứt điểm bằng má ngoài, đưa bóng tung nóc lưới thủ môn Godomin phía bên U23 Hàn Quốc. Bàn thắng này giúp U23 Việt Nam cầm hòa đương kim vô địch và mở thêm cơ hội đi tiếp cho đội nhà. Sau hai trận đấu, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đang cho thấy giá trị của mình ở U23 Việt Nam. Bàn đạp để anh tỏa sáng ở đấu trường châu lục đến từ SEA Games 31, giải đấu trên sân nhà cách đây ít ngày. Khi U23 Việt Nam đã thắng chắc Indonesia ở trận ra quân tại bảng A SEA Games 31, Tiến Long mới được trao cơ hội và ngay lập tức cầu thủ này đã nắm bắt và dần chiếm lòng tin từ nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ở những trận đấu sau đó tại vòng bảng, Tiến Long được huấn luyện viên Park xoay tua ở vị trí trung vệ lệch trái với Phan Tuấn Tài. Ở hai trận đấu cuối, cầu thủ này được đá trọn vẹn thời gian thi đấu và đóng góp đáng kể để cùng đồng đội bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của đại hội. Trước U23 Hàn Quốc tại giải đấu châu Á, Tiến Long được huấn luyện viên Gong sắp xếp đá hậu vệ cánh phải trong sơ đồ 4 cầu thủ phòng ngự và chơi chắc chắn trong những pha bóng của đối phương. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, Tiến Long còn tích cực hỗ trợ đồng đội trong những pha tấn công hiếm hoi của đội nhà. Ở một tình huống như thế, cầu thủ này có cú dứt điểm má ngoài mang về một điểm cho đội nhà Chi tiết thú vị, đây là tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất của U23 Việt Nam ở trận đấu này. Bàn thắng của Tiến Long không chỉ đem về một điểm quý giá cho đội nhà, nó còn giúp U23 Việt Nam dễ thở hơn trong cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp. Với hai điểm sau trận đấu, ở lượt cuối vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Gong gặp Malaysia, đối thủ yếu hơn rất nhiều so với Thái Lan hay Hàn Quốc.